Đời người sống kiếp vô thường, sống nay mai chết ai lường được chăng? Tiền tài danh lợi giàu sang trở về cát bụi chẳng mang được gì. Vì sao sống phải sân si bón chen gánh ghét làm chi? Hỡi người, cho nên sống ở trên đời đừng nên cay nghiệt buông lời thì phi. Cho nên sống ở trên đời đừng nên cay nghiệt buông lời thị giá phi. Có tâm thời sống cho đi kiếm cơm, còn mãi khắc ghi muôn đời trăm sông dồn về biển khơi. Mấy ai được cảnh thảnh thơi về ra chấm sông dồn về biển khơi. Mấy ai được cảnh thảnh thơi về già, giàu nghèo rồi cũng thành ma. Bốn dài hai rộng cũng ba tấc đào. Ê, cho nên phải sống làm sao tu nhân tích đức trời cao tỏ thương. Đừng nên xảo trá bất lương âm mưu thủ đoạn hành phượng bất nhân. Ê, âm mưu thủ đoàn thành phương bất nhân, kéo bè kết cánh chia phần mà gây nghiệp chướng muôn phần. Về sau trở về cát bụi như nhau, giàu nghèo rồi cũng cùng nhau xuống ngã mồ. Thành phương bất nhân kéo bè kết cánh chia phần ơi à.
sau trở về gắt bụi như nhau, đâu nghèo rồi cũng cùng nhau xuống mồ, trở về gắt bụi như nhau, đâu nghèo rồi cũng cùng nhau xuống.